Xin kính chào quý vị và các bạn đã trở lại với Lời Tỏi Cao Bonsai. Hôm nay mình giới thiệu clip này tại điểm bán cây kiển của Lợi Nguyên ở quận Hóc Môn, thành phố Cần Thơ. Rồi hôm nay mình có gì cây gì về đây Lợi ơi? Rồi chào chú Tấn, chào bà con đang xem kênh Lời Tỏi Cao Bonsai. Hôm nay em thì có về một số mặt hàng cũng mới lạ nha bà con, ví dụ như là phi lao và cây gạn đông nữa nha, và bạch mai, và cũng nhiều loại mặt hàng phong phú nha. Em cũng xin cảm ơn thời gian qua bà con đã ủng hộ nhà em nha. Số điện thoại của em là 0772 877 278. Rồi cây đầu tiên là một cây phi lao nha bà con. Đây cây phi lao này thì rất là lớn nha, rất là khủng. Đây chiều cao của nó là 90. Đây cái này thì cái bầu đế của nó nở ra nha, cũng như chỉ bí nha bà con. Đây cái hoành bệ này của nó là 140. Đây còn cái eo này nha. Đây eo này của nó là 80. Đây quần eo là 80 nha. Cây liền lạc đây không? Cây liền luôn, và bảo đảm cho bà con không bị mục bể luôn nha. Đây cây rất là khủng nha bà con. Cây này nặng trên 150kg nha. Rồi bao đây, sống khỏe. Cây rất là to. Đây này em bao sống khỏe cho bà con yên tâm. Rồi, mình về chủ yếu quan trọng là nước thôi nha. Mình tưới nước đều nó đây. Cái bầu nó nở đều hết trơn luôn nha bà con. Đây nở đều hết trơn bốn phía luôn nha. Đây nguyên một củ lớn luôn. Rất là đặc nha. Rồi cây số 1. Cây này có giá là 5,7 triệu. Đây, em bao ship toàn quốc luôn nha. Cây này rất là nặng nha bà con. Ở ngoài rất là lớn nha. Rồi. Rồi cây số 2. Cây số 2. Đây cũng là một cây phi lao luôn. Đây. Phi lao này về chỉ cần bà con giữ ẩm cho nó tốt thôi là nó sẽ đâm chồi nha. Rồi, chiều cao này của nó là 60. Đây. Rồi, hoành bệ này của nó là 70. Đây, hoành thân bệ này 70 nha. 70. Đây còn trên cái eo trên đây đi. Coi. Đây, eo trên này của nó là 64. Đây, rồi. Phi lao. Đây, lỗ này bà con lên tìm hiểu thêm Google cũng có nha. Cây số 2. Rồi cái này có giá là 2,4 triệu bao ship toàn quốc luôn nha. Đây, phi lao mình chơi bonsai rất là đẹp nha bà con. Lá kim nha. Rồi. Đây cây số 3. Đây những cái này đều rất là nặng nha, tại vì cây đặt nó rất là nặng nha bà con. Chiều cao của nó là 70. Đây cái này đế nó đẹp nha, mặt gốc nó đẹp giống như khí hết trơn. Kéo cái này xích xuống đây. Đây cái hoành của nó là 82. Đây hoành bệ này 82 nha. Cây rồi. Số 3. Quay đi. Đây rất là đẹp nha. Rồi cái này có giá 2,3 triệu bao ship toàn quốc luôn. Đây rồi. Mấy cái này nặng 30-40kg trở lên nha bà con. Đây cây số 4. Đây chiều cao của nó là 50. Đây cái này nó nguyên một bệ nha bà con. Này em bo nguyên mình bệ đó nha. Đây nguyên mình bệ này của nó là 100. Đây này nó liền lạc hết luôn nha. Đây cây số 4, cây phi lao. Đây rồi cái này có giá là 1,8 triệu bao ship cho bà con luôn nha. Đây phi lao. Đây một cây phi lao nữa nha, số 5. Đây cái này thì lùng lực nha bà con. Cái này thì nó có u bú nha. Này chiều cao của nó là 30. Đây. Hoành cũ này của nó là 39 nha. Rồi. Đây cái này có thấy dáng rất đẹp nha bà con. Đây rồi cái này cây số 5 có giá 1,2 triệu bao gồm phí ship cho bà con luôn nha. Lỗ này về bà con cứ tưới nước giữ ẩm nhiều dùm em nha. Rồi số 6. Cái này thì lùng lực luôn. Đây bể nó nở nha. Chiều cao là 30. Rồi hoành bể cái này của nó là 59. Đây hoành cũ nở đó nha, 59. Đây cây số 6. Đây rồi cây này có giá là 900k bao gồm phí ship luôn. Rồi kế tiếp thì em có còn về mấy cây gạn đông. Đây gạn đông hôm nay thì mấy cây cũng vừa mini thôi, không có lớn hung nha. Đây cây số 7. Chiều cao này của nó là 47. Đây hoành thân này chắc nhỏ thôi. Hoành này chỉ có 7 thôi nha bà con. Đây loại này rất là dễ sống nha. Bầu này em mới về em dâm đây thôi nha. Đây rồi cái này có giá 600k bao ship luôn nha. Em cũng bao sống hoàn toàn cho bà con yên tâm. Đây. Đây. Cây số 8 cũng là cây gạn đông luôn nha. Rồi, chiều cao này của nó là 115. Đây, cái thằng nó xoắn xoắn là giống như cái lò xo nha. Đây. Rồi, cái hoành thân vị trí này của nó là 15. Đây 15 nha. Đây cây số 8 cây này có giá 1,2 triệu bao gồm phí cho bà con luôn. Gạn đông nha bà con. Mình lên Google mình tìm hiểu thêm dùm em. Đây cây số
Cây số 9 cũng là cây gạn đông luôn nha. Đây cái thân nó hình giống như ruột gà, ruột vịt luôn nha. Rồi, chiều bay này của nó là 90. Đây. Rồi nó dạng dây leo nha, nhưng mà thân nó lớn. Thân cứng mà lớn nha, này em đo tổng cái hoành này luôn đi. 35. Đây cái này nó nguyên một ruột của nó nha. Đây, chiều bay là 90. Rồi cái này cũng có giá 1,2 triệu bao gồm phí cho bà con luôn. Đây cây gạn đông. Rồi số 10 cũng là cây gạn đông luôn nha. Đây cái này hình nó xoắn xoắn đây. Bông nó rất là đẹp nha bà con. Chiều cao của nó 90. Đây. Cái này thì một cốt nó nha. Rồi cái hoành phân vị trí này là 14 nha. 14. Đây rất là đẹp, rất quái nha. Cũng có giá 1,2 triệu bao gồm phí ship luôn. Đây số 11. Đây cũng là cây gạn đông luôn. Đây. Này mình trồng những cái ban công này rất là đẹp nha. Chiều cao 100. Đây. Rồi cái hoành thân này của nó là 13. Đây cốt này 13 nha. Đây cây số 11. Đây gạn đông, thân nó co lắc nha bà con. Đây tới đọt luôn. Rồi cái này có giá 1,000,000 bao ship toàn quốc luôn nha. Em cũng bao sống cho bà con bảo đảm hết nha. Rồi số 12 là cây bạch mai. Đây bạch mai gừng nha bà con, bông màu trắng nha, nở sau mùa xuân. Chiều cao của nó là 65. Cái này thì nó nguyên một bệ nha. Đây em đo cái hoành bệ này trước đi. Đây nguyên cái hoành bệ này của nó là khoảng 110. Đây bệ nở nha bà con. Đây còn cái cốt chủ này của nó khoảng rồi cái cốt này của nó là 24 nha. 24 cây số 12, cây này có giá 900k. Đây cái này nặng khoảng 30-40 kg nha bà con. Đây 400k bao phí ship cho bà con luôn. Đây số 13. Đây 900k nha. Rồi cây số 13 cũng là cây bạch mai luôn. Chiều cao của nó là 55. Đây cây này thì nó liền bệ nhưng mà nó 3 thân nha. Tổng hoành này của nó là 96. Đây còn một cốt này của nó là khoảng đây. Rồi cái cốt này của nó là 38 nha, 37 đi. Đây mấy cái lỗ này là từ thiên nhiên nha, con người ta bứng ở trên núi đồi nha. Đây nó khoảng một khúc gì nha. Đây trên nó cũng khoảng một khúc thôi. Đây cái này thì kéo thẹo liền hết trơn rồi nha bà con. Rồi số 13. Rồi cái này có giá 800k bao gồm phí ship luôn nha. Rất là nặng nha. Đây cái này cũng bạch mai luôn, nó đâm chồi lên rồi nha bà con. Đọt nó màu đỏ rất đẹp nha. Đây số 14. Chiều cao của nó là 52. Đây hoành bệ này của nó là 60. 60 nha. Cây số 14 cái này có giá là 700k. Đây bạch mai núi nha bà con. Đây đây nó đâm chồi rồi nha, đâm một đỏ rồi nha bà con. Rồi bạch mai đọt bông đọt màu đỏ nha, bông màu trắng. Đây 15 là cây bạch mai luôn nha. Cái này thì một cốt nha. Đây chiều cao của nó là 55. Hoành thân này của nó là 62. Đây hoành đế này 62 nha. Đây trên này cũng có một cái lỗ nhỏ của nó nha. Đây này cạn thôi. Đây thắng mí nha. Đây nó mọc theo những đồi núi cho nên nó sần sùi hết nha bà con. Cây số 15. Rồi cái này có giá 800k bao phí ship cho bà con luôn. Đây 16 cũng là cây bạch mai luôn nha. Rồi chiều cao của nó là 45. Hoành eo là 36. Đây hoành eo này 36 nha. Rồi bạch mai gừng. Rồi có giá 700k bao phí toàn quốc luôn nha. Đây một cây bạch mai nữa nha. Đây cây này thì có cái toàn hơi siêu. Chiều cao của nó là 65. Đây đây có vết thẹo bên đây nha bà con. Rồi hoành đế của nó là 48. Đây đây nguyên cái thẹo nó nha, đang kéo liền da nha. Rồi số 17. Đây bạch mai núi có giá 800k bao phí ship cho bà con luôn. Rồi số 18. Đây là sim gừng. Sim này là sim trái nha. Đây lô này em cũng về cây to to không nha bà con. Chiều cao của nó là 32. Đây hoành bệ này của nó là 58. Đây đo một thân này ha. Rồi cái thân này của nó là 15. Đây 15 nha. Số 18 có giá 700k bao phí toàn quốc luôn nha. Đây sim gừng là trái của nó thì mình dùng ngâm rượu được nha. Mình chơi kiển bonsai rất là đẹp nha bà con.
Đây 19. Chiều cao 30. Đây. Hoành bệ là 49. Đây hoành này cũng khoảng 14 15 nha. Rồi cây số 19 cái này có giá là 600k bao phí ship cho bà con luôn. Đây số 20. Cây sim luôn nha. Chiều cao là 34. Tổng hoành bệ là 69. Đây hoành thân cũng từ 14 15. Đây nguyên một bệ đặt luôn nha. Rồi cái này có giá là 800k bao phí toàn quốc luôn. Cây số 20. Sim gừng này bà con về để trong mát tưới nước cho em thôi nha. Mình cứ để nguyên gì mình về tưới nước cây nó sẽ đâm chồi. Cây sống khỏe mình thay qua chậu nha bà con. Rồi cây số 21. Đây. Rồi đúng rồi, khăn còn phân thuốc. Chiều bay này của nó là 40. Nếu mà chúng ta có thuốc kích rễ người ta tưới thì cây nó sẽ mau ra nữa nha. Hoành của nó là 56. Đây hoành bệ nha bà con. Còn cái hoành này khoảng 14 15 nha. Đây rồi cây này có giá 700k. Đây cây có cành bay nha. Rồi kế tiếp là một cây hoa tử đằng. Đây hoa tử đằng người ta bứng về cũng là bầu dâm nha bà con. Đây bầu này người ta dâm thôi chứ không phải bầu ghiên nha. Đây chiều bay của nó là 75. Đây hoa tử đằng bông rất đẹp nha. Rồi hoành eo vị trí này của nó nha là 58. Đây 58 nha bà con. Cây số 22. Đây có giá 1,7 triệu bao phí ship toàn quốc luôn nha. Mấy cái này cây đặt nó nặng nha bà con. Cây này cũng hơi to nha. Số 23 cũng là cây hoa tử đằng luôn. Đây chiều cao của nó là 65. Rồi đa thân nha. Cốt đặt rồi. Hoành của nó là 88. Đây hoành đặt là 88 nha. Cây số 23. Đây cây này cũng nặng nha bà con. Có giá 1,8 triệu bao ship toàn quốc luôn nha. Đây người ta khai thác trên đồi núi cái cây nó cằn cùi lắm nha, nó gắt nhưng mà nó rất là già cây. Đây 24 cũng là một cây hoa tử đằng luôn. Cây này thì nó có nguyên một cái vết thẹo bên đây nha. Đây nó bị tét nhánh từ lúc còn nhỏ nha bà con. Đây nhưng mà bây giờ nó đang kéo liền, nó sức sống nó rất là mạnh nha. Chiều bay này của nó là 58. Đây nó cái hoành vị trí này đi. Cái cốt này của nó là 42. Đây sức sống nó rất là mạnh bà con, bảo đảm yên tâm cho bà con nha. Cây số 24 cây này có giá là 1,000,000 bao phí ship toàn quốc luôn. Đây cây số 25 cũng một cây hoa tử đằng luôn nha. Cái này thì có thân đế quái nha. Chiều cao của nó 65. Đây tổng hoành đế này của nó nha là khoảng 80. Đây cái này đế nó 80 nha. Đây rồi cái thân này của nó là 33. Đây như 30 đi. Đây mình trừ hao đi nha. Đây cốt này 30. Đây này mình về mình sửa bonsai đổ rất là đẹp nha. Rồi cái này có giá là 1,3 triệu bao phí toàn quốc luôn nha. Rồi 26 là một cây bằng lăng hoa tím lá nhỏ. Đây cây này cốt đặc nha bà con. Này người ta nuôi nó đâm chậu hết rồi. Chiều cao là 48. Đây hoành eo vị trí này là 57. Này mình về bà con cắt chỉnh sửa lại lùng lực lại cây rất là đẹp nha. Cây này có giá là 700k bao phí toàn quốc luôn. Đây bằng lăng lá nhỏ nha bà con. Cây số 26. Đây cây số 27. Đây cái này thì liền bệ nha, một cốt liền bệ. Bà con về tẻ cắt mấy cái nhánh lại nữa thôi rất là đẹp nha. Đây, chiều cao của nó là 49. Này dạng như tầng gừng. Đây hoành bệ của nó là 92. Đây, cái này không bọng nha bà con. Nó gãy là cái vết gãy này lúc từ nhỏ nha. Đây, số 27 đúng rồi. Rồi cái này có giá 800k cũng bao phí cho bà con luôn nha. Cái này nặng trên 40kg nha bà con. Đây em bảo đảm nha. Cây rất là nặng. Cây số 28 cũng là bằng lăng lá nhỏ luôn nha. Đây đâm chồi đâm mục rồi nha. Chiều cao của nó 60. Rồi hoành bệ này của nó 125. Đây bằng lăng hoa tím lá nhỏ nha. Đây rất là đẹp rất là lực nha. Cái này có giá là 1,9 triệu bao phí cho bà con luôn. Đây số 28 bằng lăng lá nhỏ. Đây một cây bằng lăng lá chung đâm chồi sống tốt khỏe rồi nha. Đây cái này thì nó có ôm đá rất là nhiều nha bà con. Đây cây này rất là lực trên chậu rất đẹp nha. Chiều cao của nó 65. Đây đá nó rất là nhiều luôn, dày đặc hết trơn nha.
Đây em đo hoành eo trên đây đi là 95. Đây. Còn nguyên hoành bể này trên 100 nha. Đây đâm chồi đâm lên hết trơn em bà con. Sống tốt khỏe rồi nha. Rồi cây số 29. Đây cái này là lá chung. Đây cái lá chung nó như vậy đây nha. Đây lá chung nó lớn hay nó nhỏ chút xíu thôi. Đây nó kéo nhựa sống khỏe rồi. Rồi cái này có giá là 2,1 triệu bao phí toàn quắc luôn. Đây cái này nặng cũng trên mấy chục ký nha. Đây cây 30 là một cây lá chung nha. Đây cái này dán lặt rất là đẹp nha bà con. Đây hình mặt dựng nó đây. Nó bám liền da hết trơn nha. Rất là chặt chẽ hết rồi. Cái này thì nó kéo da sức sống nó rồi nha. Chiều cao của nó là 80. Đây cái tán ngang thân này của nó là 82. Đây mấy dạng này mình về mình đúng rồi, da nó hơi sần hơn giống như da me. Loại này về bà con lên trồng Nam Bộ thì rất là đẹp nha. Nếu mà mình về mình ghép từng vi vô nữa thôi là sau này là rất là đẹp. Rồi 170 nha bà con. Đây đây cây rất liền lạc nha. Rồi cây số 30, cây này có giá 3,3 triệu bao phí toàn quắc luôn nha. Đây cây này nặng trên 70-80 ký nha bà con. Rồi cây 31 là một cây tùng La Hán. Đây cây thừng chậu nha. Này người ta nuôi nó sống khỏe rồi, chi tay rồi bà con về vô dây thôi là chơi thôi. Đây cây này em giao lưu thì không ship chậu nha. Chiều cao của nó là 100. Rồi tán ngang là 105. Đây đây đâm chồi xanh tươi hết nha. Đây lô này về con vô dây chơi. Đây. Hoành thân vị trí này là 22. Đây 22 nha. Còn hoành đặt của nó là 44. Rồi. Đây hoành bể 44 nha. Đây cái này đế nở nha bà con. Đây em về em cắt tỉa lên mình vô dây cây là hoàn chỉnh nha. Rồi cây số 31. Cây này có giá là 2 triệu bao phí toàn quắc luôn nha. Nhưng mà ông không ship chậu nha. Rồi cái này cũng là cây cố lép. Em cũng xin cảm ơn bà con thời gian qua đã ủng hộ kênh LTK Bonsai và Dựa Kiển Thảo Nguyên. Cảm ơn rất nhiều ạ.